không đi sạch luôn. Nhưng mà đặc biệt chất nhẹ gãy cái chổi là 4 triệu tiền đó, 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 đó. Không anh tính coi sợ hơi chổi quét không được quét con trăm ngàn rồi đó. Rồi đó là mấy đứa ra rắp vô đó coi đó, còn em là thoát khung rồi đó. Rồi quay. Trời ơi. Trời ơi, cái quân gì đây? Ủa nghe nó kêu tôi buông vô quý vị. Rồi giờ mấy ra anh em. Biết chồng đi. Chồng đi. Ra mồ hôi. Nóng lực. Hôn đó. Nữa nè, nữa nè. Ui da, chủ nhật order gà nướng. Chừng nào nó giao gà cho luôn. Nhìn chị đợi ăn tối gà nó luôn. Chị đang thiệt. Rồi nè, em nói chuyện này. Ai, tôi lọt xuống dưới thiệt luôn á. À, nó là nó đẩy kìa, có tàu vớt đi luôn kìa. Thiệt chứ sợ. Thì có anh hàng ghê á, anh nói anh đẩy mẹ nó xuống dưới đi. Anh đẩy. Thấy chưa, thấy chưa, con hàng nó chất chọc gan người ta không à. Anh đẩy đi, anh đẩy tôi xuống đi. Hết hình đó. Trời đất hả. Mặt con giận anh hàng ghê thôi. Té, té về cái đầu đau. Anh cứu em anh. Cứu gì mà chồng đơ phải rồi. Cứu em đau quá anh ơi, trời ơi. Giờ sao Ly? Dạ Ly. Dạ. 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 Ủa còn dám gì nữa không? Không. Dạ không. Dạ té thiệt đâu. Dạ không. Té một cái. Dạ không. Dạ. Dạ. Còn một nước. Cô ngủ xong nha. Dạ. Dạ. Cứ rửa tay ra má móc chân nó rẻ không. Dạ. Đau. Nó móng tay được gắm vô kìa. Ui. Bập nữa rồi. Má xôn nữa. Nè bập nè.